Cây đơn chi trong y học cổ truyền chữa bệnh gì? Cây đơn chi còn biết đến với cái tên xuyến chi, cúc áo hay tử tô hoang, thường mọc hoang ở bờ ruộng, ven đường, bãi hoang quanh nhà. Cây có tên khoa học là Biden pilosa L, thuộc họ cúc. Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Hà, trường Đại học Lương Thế Vinh, khoa y học cổ truyền. Đây là loại cây bụi mọc thẳng, mảnh, phân nhánh, thân thảo, cao khoảng 0,2 đến 1,5 mét. Lá cây mọc đối nhau, cuống lá dài từ 1 đến 6,5 cm. Mép lá có răng cưa hướng về phía trước, phiến lá đa dạng về hình dạng. Đơn chi có hoa nhỏ, màu trắng và vàng, thường đường kính từ 5 đến 15 mm. Cây ra hoa từ tháng 10 nhưng xuất hiện quanh năm, chủ yếu vào mùa hè đến mùa thu. Hoa có cả cơ quan đực và cái và được ong thụ phấn. Quả của cây đơn chi hình quả chám màu đen, mặt cắt hình tam giác, hơi có vân, có lông trắng, dài từ 5 đến 3 mm, rộng 1,5 mm. Khi trưởng thành, toàn bộ quả tạo thành một nửa hình cầu với các gai tua tủa. Các gai của cây mắc lông, mảnh vải, quần áo của người hoặc động vật khi tiếp xúc với cây. Cơ chế này giúp đơn kim trở thành loài cỏ dại mọc nhiều ở các vùng ôn đới và nhiệt đới. Đáng chú ý, đây còn là loại dược liệu có nhiều tác dụng điều trị bệnh mà bạn không ngờ đến. Điều này có thể kể đến như đơn kim chữa bệnh toàn thân. Bộ phận chữa bệnh toàn thân của cây đơn kim bao gồm toàn thân, hoa, lá và quả. Theo y học cổ truyền, có thể sử dụng đơn kim riêng lẻ để trị bệnh như chữa đau nhức do phong thấp hoặc kết hợp đơn kim với các loại thuốc khác để điều trị một số chứng bệnh như cam tích ở trẻ nhỏ, viêm họng do lạnh, dị ứng do thời tiết, đau lưng do gắng sức hay đau răng v.v. Bên cạnh đó, chiết xuất từ cây đơn kim chứa các hợp chất có công dụng kháng khuẩn, đặc biệt là với một số vi khuẩn kháng thuốc. Ngoài ra, cây đơn kim còn được nghiên cứu trên động vật với những lợi ích sức khỏe nổi bật như điều trị cao huyết áp, tiểu đường, sốt rét, chống nấm, chữa lành vết thương, chống nhiễm trùng cơ hội. Đơn kim làm đẹp. Không chỉ thế, cây đơn kim còn có tác dụng dưỡng da do chứa thành phần axit phytanic, có tác dụng tương tự như retinoid trên da. Retinoid có nguồn gốc từ vitamin A, có tác dụng làm tăng sinh collagen, chống lão hóa, giúp da khỏe khoắn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Chính, Trường Đại học Lương Thế Vinh, giảng viên cao cấp. Trên thế giới, người Zulu ở Nam Phi dùng hỗn hợp bột lá đơn kim làm thuốc sổ điều trị đầy bụng. Hay các chất phân lập từ lá được sử dụng để điều trị nấm Candida và tơ miệng. Đơn kim cũng được sử dụng để điều trị bệnh đau bụng, đau mắt và đau tim, bệnh thấp khớp, loét, xương hạch, sốt rét, các vấn đề về thận, đau răng và kiết lỵ. Ở châu Phi, cây đơn kim được sử dụng để điều trị nôn nao, nhiễm trùng tai, tiêu chảy, các vấn đề về thận, bỏng, vàng da và viêm khớp. Ở Uganda, nhựa từ lá đơn chi nghiền còn được dùng để tăng tốc độ đông máu trong vết thương mới. Ở Mexico, đơn kim được dùng để điều trị rối loạn dạ dày, bệnh trĩ và bệnh tiểu đường, và nó cũng có đặc tính kháng khuẩn. Ở Đông Dương, nụ hoa phơi khô rồi xay nhuyễn trộn với rượu để làm nước súc miệng khi đau răng. Trong khi đó, ở Úc và Hawaii, ngọn chồi non của cây đơn chi được dùng để pha trà, và nước ép từ lá được dùng để chữa vết thương và vết loét. Đơn chi chữa bệnh cũng có thể dùng lá dưới dạng nước sắc, có tác dụng chữa đau tai hoặc điều trị bệnh viêm tai bằng nhựa cây. Với các dạng trà thảo mộc, cây đơn kim có tác dụng điều trị đầy hơi và tẩy run. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phụ nữ mang thai và cho con bú không nên sử dụng cây đơn kim. Bên cạnh đó, các chất được phân lập từ cây rất có hại cho da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dù rất nhỏ. Đồng thời cần tham khảo ý kiến của bác sĩ đông y trước khi dùng. Do đặc tính hút độc của cây đơn kim nên loại cây này thường mọc ở những nơi có nhiều khói bụi như nhà máy, công nghiệp. Hy vọng với những thông tin vừa rồi đã mang đến những kiến thức hữu ích đến khán giả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế hoàn toàn cho lời khuyên của thầy thuốc hay bác sĩ. Hãy đến cơ sở y tế để được khám và điều trị nếu nhận thấy sức khỏe không tốt.
Đồng thời đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật nhiều hơn những kiến thức bổ ích về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại! Nếu bạn đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và học tập về y học cổ truyền, hãy nộp hồ sơ về trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Tại đây, trường sẽ liên tục tuyển sinh lớp y sĩ y học cổ truyền tại địa chỉ 215 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn tuyển sinh 096 881 6981. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ video ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!